Bữa hổm á là con mua khám mưa của chú á là rồi cho mấy ông thợ nè mỗi người cho mỗi ông tờ rồi cái ổng còn nhiêu đây cái ổng chú năn nỉ á chú kêu là lấy hết luôn đi cái thôi lấy luôn giùm chú chứ bình thường nó đâu có mua giấy số 5 tờ đúng không chú? Đúng đúng số luôn mà tức không có nhiều trời ở thằng nhãi chúng đặc biệt khủng khiếp luôn số này hả chúng 77 rồi cái bữa thứ Đồng Tháp ăn ủi con 97 luôn. Nói thiệt là con không biết dầu. Nghe mấy ông thợ hồ nói ổng tốn rồi con ổng kêu đổi đi. Mấy ổng đổi rồi. Rồi. Đúng con là cái con số này nè. Cái này là nó thiệt nha 329590. 2 tỷ đồng nhưng mà mình không tốn được 2 tỷ tốn 100 ngàn thôi. À, sổ vào ngày thứ bảy ngày 22 tháng 4 2023 nè. Có cô à. Ở bển có một cô vô quỹ bàn bán. Vô quỹ bàn bán cái 10 triệu không bán cái gà con gặp bà đi chợ bỏ hơi nhỏ đi chợ hốt hết lại 6 tờ tính đặc biệt đợi đợi rồi đổi 5 tờ là được bao nhiêu chú? 5 tờ 500 ngàn 500 ngàn giờ con mua giấy số trả lại cho mấy ông thợ nha giờ lấy mấy tờ ta con lấy 200 ngàn cho mấy ổng đi về còn 300 ngàn thì con lấy tiền rồi mơi mua nữa mơi mốt mua nữa 1, 2, 3, 4 16 là con gì vậy? 5 hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 10 nữa 20. Rồi, dạ, 20. Rồi. Cái bỏ lại vô bóp cái để rồi bỏ lại cái đi bán rồi lại cắn lưỡi lấy tiền tốn số mua giấy số ta lại cho mấy ổng mấy ổng có tốn được mấy ổng cũng cho lại mình chứ gì rồi là 300 dạ vậy cậu, chú còn mấy tờ 6 tờ hả dạ thôi con lấy luôn đi vậy chú về chú không nghỉ sớm là 26 tờ ha hết rồi con 40 rồi cảm ơn hết dạ mời giá chiều nay cúng nữa mời xuống đổi người hai tờ con người hai tờ nè chú Hồng lấy tờ nào chú Hồng lấy không được á vậy hai tờ đầu ha rồi mình nay nó tốt nha mình nay nó tốt nay chú để đưa ờ đưa cho nào lấy cái này nó đưa mà mình đâu có lựa được nha cái này lựa gì rồi cảm ơn mình nay lấy đúng hơn gì hơn ơi giết tìm thấy tờ giấy số đi tờ nào có giấy số thì giữ tờ còn có nhiêu đây nữa về nghỉ rồi hả thấy hai tờ ấy không lấy tờ nào cũng được á tiếng là màu vàng rồi màu tím đúng thì mua hộp sòn còn màu vàng đúng thì mua vàng đất thì là phải hộp sòn hơn rồi rút ra đây dạ ba anh chị nào mua giúp giùm em mà em về sớm nha rồi cậu ốp của cậu thấy nào đây thử đi màu vàng cái màu tím một cái phải không chơi chữa chài á chơi chữa chài á này phe nào cũng đúng chị Hương tôi nè chị một cái thương ha mới bắt được con chim nó có cái sọc thằng này nè bọn chim này nó điệu lắm nó không sợ ai đó gà nó cũng vẫn ăn như thường nó dạng nó không có bài chim nó dữ lắm á chim vậy là còn ngày hôm qua là được 3 con chim vô trong cái nhà chim rồi một con chim tự động vô rồi con chim thứ hai thì mấy ông thợ hồ bắt được chim con ba lớn vậy nè cái mấy ông bỏ vô cái họ đi quay lại cái dị Hương bắt cặp chim mẹ chui vô với chim con luôn là 3 con con nãy giờ là 4 con với con nhộng con sáo nữa là 5 con 5 con với con cú nữa là 6 con chim nó nhỏ dễ hơn rồi nó không giải dụa vậy tới nằm em gô á rồi đây là sau khánh mua sẵn nha cho mấy con chim ăn nè nằm im ở đây coi nè vô chim con qua cho mẹ đút cho nè mẹ thấy đây mà thấy đút nè
đốt thấy chim mẹ đốt chim con hả? Cái này có nằm ngửa này nha, nằm ngửa nè, nằm ngửa dễ thương, nằm sắp, cái nào nằm sắp nào nằm ngửa dễ thương giống em bé quá ha. Ôi từ 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 dễ thương không? Dễ ghê chứ, nó quen rồi, nó ở vòng vòng đây nó quen rồi. Giờ cho vô đây cái có nước uống với có thức ăn rồi à, để sau xuống dưới này sợ kiến á, kiến nên anh để cái thau dưới đây rồi cái mình thả sau xuống cho mấy con chim hồi nó xuống cái nó có đồ ăn nè. Mất chim hay hỏi gì nữa vậy? Thấy ở trên máy ở ngoài rồi
vừa phơi nữa. Nói chung là coi nha, làm liên tục liên tục, coi có ngược không nha. À, cái này không ngược à, để vô cái hàng của nó đó không thành đúng ghét chứ. Vừa hơi cầm tiền nó về rồi, nó phụ Khánh chút đỉnh rồi nó về. À, Khánh mới vừa hôm qua lúc mà về về nhà làm cái đồ chống mũi cho Khánh Vy thì Khánh xin mẹ Khánh mấy cái tàu mon an nè, với xin mấy cái khúc tre. Về cái giờ mình làm cái đồ cho chim ăn, quên lấy đôi tay à, mà kệ không sao, có cái cầm cái cọ. Dì Hương ơi, dì Hương cầm Thánh này với dì Hương. Dì Hương cầm này, Thánh lấy cái tay Thánh dịnh lên đây. Thánh không có nhúc nhích, để nhìn dễ quét chứ gì trơn. Này là dầu điều, BU. Chuyên dùng cho đồ gỗ. Cái mon an này nè, để trời mưa nó đừng bị ướt thức ăn. Còn dưới này thì mình để thức ăn dưới này. Bữa nào Khánh cũng chừng nào xong xuôi hết thì Khánh mới thả một mớ chim ra cái chuồng của nó. Chừng nào Khánh thả, Khánh sẽ quay cho ông bà cô chú ra quay thấy mừng ra sao. Chứ hôm nay là Khánh thấy nó ở trong cái nhà đó là thấy nó vui lắm rồi đó. Dì Hương thấy nó vui không? Vừa nó phiền, nó nhiệt nhiệt nhiệt. Tại vì dán mấy cái màn của nó lên đó. Nó kêu quá trời. Thấy nó chỉ ngoài ba đó. Nhìn cảnh vật xung quanh đẹp. Tại vì có mấy cây, mấy góc á, nó thấy nó lên, nó luyện đã rồi. Luyện tiếng liễn thanh hả? Nào Dì Hương luyện cánh hát cái lương nữa đi. Chứ Dì Hương hát cái lương này đúng không? Ru bù luôn hả? Cái này đúng với đi vườn Xuân Nam á, của con Sáu á, bài ca đó của con Sáu á. Của ai? Của con Sáu. Ủa chị Sáu hả? Làm sao đôi Dì Hương đọc thử Khánh nghe thử đi. Cũng như là như con Sáu con lòng nhớ bài đang thở. Bài ca đó là của con Sáu. Lấy cái nỗi buồn của con Sáu rồi để viết lên bài ca phải không? Rồi em hiểu rồi, để diễn tả con người. Cái đó Phi Nhung hát hay lắm nha. Dì Hương mấy cái bài đó Dì Hương thuộc hết à. Dì Hương hát hay lắm. Nó là dở luôn. Nó không có hay. Khánh vừa sấy rồi Khánh vừa phơi nữa. Phơi ở trên này thì nó vệ sinh lắm. Nó sạch sẽ, nó không có khói, không có bụi bặm. Làm kiểu này mới kịp á, mới kịp, mới đủ trà. Hôm nay lễ mà Khánh cũng gán thành thủ thì lễ cái người ta ship mãn cầu cho Khánh cũng không được nữa. Rồi cái nào mà Khánh có sẵn á thì Khánh rang hết. Xong rồi mãn cầu mới về á thì Khánh bắt đầu Khánh sắt, Khánh sấy, Khánh phơi.
ấy như thế, nó có một con chim nó còn trong chuồng, còn con thì nó bay, không biết nó bay hay là nó nằm trong cành cây. Bên đây là hộp mãn cầu khánh phơi, khánh cũng để phơi ở trên vàng này luôn.